Em biết nhậu không? Điểm yếu của em là em không biết nhậu nhưng mà em biết la. Cái tự lượng của em rất là kém, nhưng mà thông thường thì em sẽ nhiệt tình á, kiểu em sẽ hòa đồng, em sẽ nói vô 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 này kia. Thí dụ như là 1, 2, 3 vô, vô. Hả? Dạ như vậy, nhưng mà thiệt ra là mình không có biết uống, à, mình uống rất là kém. Xin mời nhà gái. Chào em. Dạ. Trời xinh xắn quá. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào, chào em. Chị Ngọc Lan. Chào và em. Chào tất cả các quý vị trong trường quay ạ. Dạ em tên là Thùy Minh, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên pháp lý tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em sinh sống và làm việc ở quận 4. Hiện tại thì em sống có một mình thôi. Em sống với con mèo. Quê của em là ở đâu? Dạ em ở Thừa Thiên Huế. À Huế sao nói tiếng Nam rặt quá vậy? Tại em sinh trong này á anh. À sinh trong đây đúng không? Quê gốc là Huế thôi. Huế mình còn ai ngoài đó không? À, dạ ở nhà thì em còn có ba mẹ sống cùng với gia đình của anh trai. Những anh còn lại thì vào đây sống ở trong Nam ạ. À tức là ba mẹ vẫn ở ngoài Huế ha? Dạ đúng rồi. Rồi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Rồi chào em. Em tên là Trần Lê Anh Duy, năm nay 27 tuổi và hiện tại em đang làm kỹ sư phần mềm tại Tân Bình. Thì em đang sinh sống tại quận Gò Vấp ạ. Mình ở Gò Vấp với ai? Dạ em ở Gò Vấp với cô. Ở nhà cô á hả? Dạ. À còn ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ thì ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là em rất là năng động. Em thích thể thao và thích tham gia những hoạt động mà mang tính đồng đội. Ví dụ như là đá banh. Trời ơi. Không, bình thường đá banh đó là em chỉ đi coi đá banh thôi. Còn tại không có ai rủ em đi hết. Ngoài ra thì em thích sống một cách healthy, sống kiểu dưỡng sinh, dậy sớm rồi cho mèo ăn, nấu đồ ăn cho mèo. Tối là đi ngủ sớm, ăn chay mỗi tuần là hai lần. Ừ, dùng sống rất là lành mạnh. Dạ, sống kiểu dưỡng sinh đó chị. Không rượu bia. Lâu lâu ai rủ thì đi. Lâu lâu ai rủ thì đi. Rủ thì là em đi, nhiệt tình. Cô gái bên kia rất là năng động luôn. Hay rất lắm đó. Rất là hiện đại luôn nha. Mời em trai. Em là người rất là dễ hòa đồng với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao. Em có chơi cầu lông, lâu lâu thì cũng có chơi đá banh. Còn điểm yếu thì đôi khi hay thường nóng tính trong công việc. Mình có làm sếp không? Em nóng bản thân của em. À, dạ. Chứ tưởng là làm sếp mà nóng công việc là lính mệt lắm á. Dạ. Nóng với bản thân mình, nóng quá mình làm gì với bản thân mình? Em hay thường vùi đầu, bứt tóc mình. Trời em, sao em nóng mà em hành hạ thân xác mình quá vậy cưng? Cạo đầu như anh Linh nè, nóng thì coi như cào cấu tóc này kia được. Thôi nói chung là không ảnh hưởng hai cũng được, không sao cả. Đường tình duyên nhà gái thế nào? Em chỉ có một mối tình cho đến bây giờ thôi. Thì hồi đó là còn là sinh viên á. Trời dễ thương quá. Sinh viên yêu được bao nhiêu năm? Dạ em quen có mấy tháng à. Dạ em quen có mấy tháng à. Em thích bạn đó trước. Bạn đó là lúc đó đã là công thành danh tội rồi, nên là cái khoảng cách nó cũng lớn á, là không có được lâu dài. Có mối tình đó thôi hả cưng? Dạ có vậy thôi á, mà hết nửa trái tim rồi đó. Hết nửa trái tim rồi đó. Trời đất ơi, yêu có chút xíu vậy mà yêu dữ lắm à. Yêu hết lòng, yêu dữ dội luôn, cả trái tim. Trời ơi thấy thương không? Từ cái việc tình cảm đó thì em cũng có kinh nghiệm cho mình, yêu thì kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Em ơi, dạ. Không kiềm chế được đâu em ơi. Em đã rơi vào lưới tình rồi, không có thoát ra được. Kiềm chế ước muốn bản thân hả? Cô bé ở đây rất là hay đó nha. Dễ thương. Để chị Ngọc Lan đưa em vào đời. Đưa em vào đời chị. Tình duyên sao nói cho chị Lan chào nghe em. Đi. Trước giờ thì em có một mối tình chính thức. Cũng quen được đâu đó khoảng 3 năm hơn à. Dạ. Ôi, người dài à. Dạ. Rồi sao xa nhau? Thứ nhất là do là cái lúc đó thì em vẫn còn đang là sinh viên, nên là về vấn đề tài chính vẫn chưa có được đủ để mà lo cho bạn nữ. Với lại một phần nữa là do cái lúc đó em còn trẻ, có những cái quyết định và những cái hành động nó còn hơi trẻ trâu. Thôi nhận ra khuyết điểm trong tình yêu vậy là tốt rồi. Nhận ra để mình thay đổi. Đường tình duyên hai bạn cũng chưa có gì hết. Bây rồi, giờ mình đi đến mối tình này cho nó chắc ăn nè. Nửa cái trái tim còn lại là mong muốn có người yêu như thế nào? Trái tim bây giờ là nó nguyên vẹn lại rồi chị. Lành rồi ha. Rồi vậy thì một cái trái tim nguyên vẹn với một cái mong muốn người đàn ông sắp tới của mình sẽ là như thế nào? Em thì em sẽ thích cái người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. Tại em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động. Em sẽ tự
tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Ừ, hay quá. Hưởng thụ thôi. Hưởng thụ thôi. Ừ, quá hay. Mình tự mình làm chứ mình phải chi chờ người khác, phụ thuộc người khác, đúng không? Đúng. Đây là một cái suy nghĩ rất là tích cực luôn. Rồi, vỗ tay. Vỗ tay. Anh trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là em thích một người phụ nữ hiện đại, có thể tự chăm sóc được cho bản thân của bên đó. Dạ, em cũng không thích bạn gái cứ suốt ngày ở nhà nội trợ, tại vì những cái công việc đó thì bản thân em vẫn thể làm được. Trước thì em cũng có ở một mình, hay là từ chuyện nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tất cả các việc trong gia đình thì em đều thể làm được hết. Những người nội trợ đó họ giỏi vô cùng luôn, họ quán xuyến đủ thứ, nhưng vấn đề là bây giờ người phụ nữ hiện đại cũng không nên vào bếp nhiều quá, còn phải ra xã hội mình giao tiếp để mình làm nhiều công việc xã hội nữa. Vào bếp thì lúc nào ai rảnh làm cũng được. Hai bạn này á, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng mà suy nghĩ rất là có chiều sâu, giống như bạn gái bên kia kìa. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Ừ. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À đi với mẹ hả? À. Dạ con chào cô ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả các anh chị em trong trường quay. Tôi là mẹ của anh Duy, đến từ Bình Thuận. Mình thấy con dâu tương lai bên kia mình ưng ý không? Rất là ưng ý. Theo ý kiến riêng của tôi thì hai đứa có lẽ rất hợp nhau. Nhưng mà thí dụ giờ Duy lấy vợ đi thì cô thấy chừng nào mới lấy được? Hai bên đồng ý thì có thể tuần sau luôn cũng được. Có thể tuần sau luôn cũng được. Thôi ơi. Nhưng có phải làm dâu không cô? Tôi đến đây vì một cái mong ước là con trai mình có vợ và tôi có được một đứa con dâu, cho nên là hoàn toàn nhờ vào chương trình giúp cho tôi điều đó. Có một cái hợp là tôi cũng sinh ra ở Huế. Dạ. Hay quá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, nhà gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị ruột của em. Dạ, em chào anh Huyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em là chị cũng như là bạn của Thùy Minh. Em cũng cảm nhận là bạn nam bên đây thì cũng rất là hợp với Minh. Thì Minh là một người như anh chị cũng nói là rất là hiện đại. Tuy nhiên thì cũng là công dung ngôn hạnh đủ đầy. Đối với bạn nam thì em cảm thấy bạn nam chắc có lẽ là hơi trầm một xíu. Nhưng mà đi với Minh thì chắc sẽ rất là hợp. Thì Minh luôn có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và cái mối quan hệ của hai bạn này nếu mà cho nhau một cơ hội để dắt tay nhau ra về ngày hôm nay thì em nghĩ sẽ rất là thú vị ạ. Cảm ơn em. Bạn mình hôm nay ngồi đây rồi mình có người yêu chưa? Dạ để mình trước chứ em cũng chưa có người yêu. Cũng hot girl chưa có người yêu đó. Bây giờ thì mở rào. Nào cố gắng lên chàng trai. Không gian này là của bạn đó. Mạnh mẽ lên. Bước tới. Anh có món quà muốn tặng. Cảm ơn anh. Dạ em cũng tặng anh một món quà. Anh dạ rồi. Mình mở quà ra không? Em mời anh mở đi ạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Dạ cái này là một cái khăn. Dạ một cái khăn tắm với lại là một cái cốc nước. Thì em cũng suy nghĩ cũng khá là lâu, nhưng mà em quyết định là chọn cái khăn tắm tại vì nó gần gũi với bản thân của mình. Hy vọng là anh nhận được món quà sẽ trân quý và chăm sóc tốt sức khỏe của mình. À rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Rồi về chỗ đi các bạn. Ngày xưa yêu nhau ta hay tặng cái khăn mùi xoa đó ha. Đây lần đầu tiên tôi thấy yêu nhau tặng cái khăn tắm. Cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta gặp nhau đấy. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh có rung không? Cũng hơi hơi. Em thấy là anh hơi rung á, nên là anh nói hơi bé. À đúng rồi. Em thấy anh thì nhìn đàng hoàng, nhìn chững chạc. Hồi nãy á, em không có được hỏi về yếu điểm. Em cũng muốn chia sẻ một chút ạ. Dạ, yếu điểm của em là em rất là bay bổng và rất là thích tham gia những cái hoạt động bên ngoài. Trong tuần thì em sẽ thường đi làm và đi học. Chỉ có thời gian vào cuối tuần thôi. Đôi khi là cuối tuần là em còn tham gia các sự kiện ở trường, đi làm tình nguyện nữa. Thì không biết là nếu như mà em có công việc bận rộn như vậy thì anh có thông cảm được cho em hay không? Công việc mà nên mình phải ưu tiên hơn, nên là anh không có cái vấn đề gì. Tại vì anh quan điểm bảo vàng là anh thông cảm cho em thì chắc chắn là em cũng sẽ thông cảm. Nếu như mà anh có một cái công việc đó mà anh cần phải giải quyết liền. Ừ. Em có biết nhậu không? Điểm yếu của em là em không biết nhậu nhưng mà em biết la. Cái tửu lượng của em rất là kém, nhưng mà thông thường thì em sẽ nhiệt tình á, kiểu em sẽ hòa đồng, em sẽ nói vô này kia. Thí dụ như là 1, 2, 3 vô hả? Dạ như vậy, nhưng mà thiệt ra là mình không có biết uống.
Mình uống rất là kém. Anh không có hay thường nhậu nhiều, anh cũng biết uống, nhưng mà anh không có kiểu uống hoài. Khi nào có những cái sự kiện đặc biệt á thì anh mới uống. Còn không không mà bạn bè rủ thì anh chắc chắn anh sẽ từ chối. Mà nếu như mà có bạn gái mà biết nhậu ở nhà thì mình có thể mình nhâm nhi chút xíu thì cũng vui. Chúng ta hãy nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa để em có thể hiểu nhau hơn. Để em nói trước đi. Nhà anh có đông anh em không? Nhà anh thì hiện tại có một chị thôi. Nếu như vậy thì là tiến đến hôn nhân thì là sẽ về Bình Thuận, đúng không ạ? Anh cũng mong muốn về Bình Thuận á, do là cái công việc của anh thì nó không có bắt là phải lên văn phòng thường xuyên. Nhưng mà cái đó chỉ là mong muốn khi mà lúc mà anh đang độc thân thôi. Còn khi mà có bạn gái hoặc là tính tới chuyện xa hơn thì anh sẽ hỏi ý kiến của bạn gái, xong rồi mình sẽ tính toán xong. Em thích ở Hồ Chí Minh, mà tức là thời điểm về hiện tại là như vậy. Tại vì tuổi trẻ mình còn dài, nhiều khi trong tương lai thì mình cũng sẽ có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh riêng. Nhưng mà một cái là về cái mặt làm dâu thì em không có ngại. Thật ra em không có ngại làm dâu, tại vì ở nhà em thì em cũng thấy như vậy. Nếu như mà làm dâu thì em lại để ý được là mình sẽ được người lớn hướng dẫn và chỉ bảo trong cái thời gian đầu, thì em cũng thấy cái việc này nó rất là hay, thì em lại rất là tích cực trong cái việc đó, chứ không phải là nghĩ là làm dâu thì sẽ bị cái này bị cái kia. Dạ, nói chung là em lạc quan. Cô gái rất hay nha, còn trẻ nhưng cổ suy nghĩ rất là hay luôn đó. Ở nhà em là em cũng thấy như vậy, các chị thì làm dâu thì rất là thân với em, hay cho tiền. Vui lắm, nói chung là vui lắm. Dạ. Bảo đảm mẹ chồng khoái liền luôn. Mẹ anh rất là thương con dâu. Ủa, có rồi hả anh? Không, chỉ là lúc nào cũng hối. Mẹ anh nói là không có phải là cưới về làm dâu, mà là cưới về để mẹ có thêm một người con nữa, để vui nhà vui cửa. Em vui lắm. Anh nói là em vui hơn. Tiền bạc làm sao? Vợ giữ hay chồng giữ? Nói cho nhau nghe đi. Em là một người phụ nữ rất là thông minh, nên là anh nghĩ là cái vấn đề tài chính thì giao cho em thì anh nghĩ là sẽ ổn hơn anh. Sao anh tin tưởng em quá vậy? Thì cái đó là cái cảm nhận ban đầu của anh là như vậy. Dạ. Mới cảm nhận thôi, về nó tính khác đó. Em thì về cái mặt tài chính thì em cũng không có kinh nghiệm, mà theo em thì em cũng không có muốn là mình giữ hết tiền đâu. Anh đi ra ngoài thì anh cũng sẽ cần có cái khoản chi của anh, mời bạn bè. Ngay cả trong văn phòng của em cũng vậy, bình thường là đi làm là phải thủ 1 triệu á, chứ còn mà không là bất an lắm. Nên là em cũng sẽ cho anh 1 triệu. Em sẽ 1 triệu một ngày hả? 1 triệu một ngày hả? Dạ đúng rồi chị. Ở văn phòng em là lúc nào cũng lỡ mà cá độ mà thua một cái là 1 triệu luôn đó. Trời ơi. Nhưng mà nói cái này thôi, đừng có lên nha, mất công sếp em nghe. Có, sếp cũng sẽ nghe đó. Vậy là yên tâm đi. Nữa có vợ, vợ sẽ cho 1 triệu để có gì cá độ trong văn phòng thôi. Cá chè, chè cháo rồi ăn uống đi thôi. Xù xì thua là bao trà sữa đó. Đó, trà sữa đó. Cô gái này tính cách rất là hay luôn. Bằng mọi cách nha, chinh phục cô gái này. Đó, bây giờ đây, về đây. Mẹ nói tuần là chơi luôn đó. Hai đứa sao á, tính. Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn thẳng mắt nhau, hát cái bài nào đó, tình gì đó tặng cô gái ấy. Anh hát không được hay lắm, nên có gì em chịu không? Dạ. Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, và anh sẽ chờ, và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín lối ra không tìm được thấy đường. Anh rung quá. Không sao mà em đây rồi anh ơi, buồn thì cứ khóc, bao lâu anh đã cố mạnh mẽ rồi. Thôi nhưng mà anh đừng khóc thiệt nha. Rồi anh nghĩ thì mình gặp nhau đây cũng đã làm cái duyên rồi. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà mình có thể tìm hiểu và mình có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cảm ơn anh. Rồi, về ghế ngồi các bạn. Những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau chúng ta cũng đã biết hết rồi, cũng đã hiểu hết rồi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha.
1 2 3 Bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò nhau, nắm tay nhau đi nào. Đây là cô gái. Rồi xin phép mẹ đi, nói mẹ đi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Tuần nữa cô, tuần. Nói với cô vài câu đi. Con chào cô. Con rất là vui khi mà hôm nay được đến và gặp cô và gặp anh ạ. Hy vọng là trong tương lai là tụi con sẽ có thể tiến xa hơn. Và hy vọng là cô sẽ giúp đỡ cho con nhiều hơn ạ. Thủ tục đầu tiên. Dạ. Không má. Sao mà hạnh phúc hai em vô cùng luôn á. Thật chúc hai em thật là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ hai em có mặt trên sân khấu rồi, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận từ giọng nói đầu tiên mình đoán, rồi mình tính toán coi sao mình nói cái gì ha. Rồi chút xíu mình sẽ gặp mặt nhau. Mời em trai. Thì đầu tiên em xin phép được chào MC Quyền Linh cùng với MC Nhật Lan. Và xin phép được chào anh gia đình nhà gái và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin được chào bạn gái bên kia. Em xin được phép tự giới thiệu. Em tên là Bùi Văn Lý, tên thường gọi là Bùi Văn Phát. Em sinh năm 1987. Hiện nay em đang làm việc và công tác ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Em công tác về gì Lý? Em đang kinh doanh về lĩnh ăn uống. Em đang có mở một cái lẩu cua đồng ở ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, ngay đường Tây Hồ Gươm. Ủa sao mà Bùi Văn Lý rồi Bùi Văn Phát là sao? Bùi Văn Lý là tên trong giấy chứng minh của em, nhưng mà bên ngoài thì tên thường gọi em là tên Phát. Tên Phát. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào chị quý vị khán giả. Em tên là Lan, em năm nay 36. Em là nhân viên thu ngân của phòng khám đa khoa. Mình làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở việc ở quận 3. Em về lẩu cua đồng em thu ngân được không? Dạ được. Được không? Cũng hợp lý đó, ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Phát? Dạ, em thì thật sự rất là hòa đồng trong công việc. Em đặc biệt là em không có những cái tệ nạn xã hội như là bài bạc, cá độ, và đặc biệt là cũng không hút thuốc. Và em cũng rất là thích chơi thể thao. Tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên. Và em có cái chút xíu hơi tự ái. Ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện hay một cái câu chuyện gì đó, mà bỗng nhiên có một cái người bạn hoặc là cái người đó đang tiếp xúc với mình mà có những cái thái độ gì đó không tốt, hay là những cái cuộc nói nhỏ hay là liên quan tới những thứ xấu đó, bắt đầu mình sẽ rất là tự ái. Mình sẽ có những cái suy nghĩ, bắt đầu là hơi bị tự ti xíu. Nói bạn đó không quan tâm tới mình hay bạn đó không tôn trọng mình, bạn đó này kia đúng không? Dạ. Không, cái đó cũng nên thay đổi đi. Đúng rồi, cái đó là phải thay đổi. Nó cũng đó. Tùy nhiều khi bạn đó vì cái lý do nào đó bất ngờ họ quên quan tâm câu chuyện mình kể hồi tự mình nghe luôn á. Tự ái thôi ha. Rồi, nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh là em khá hòa đồng. Em hay có tính hay là xa, nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em cũng có tính hay quên. Em hay mù đường. Mù đường dạ, đúng rồi. Một cái nào không biết đường là em toàn bắt Grab em đi mà. Của hai em là ai cũng quên hết trơn, lấy nhau làm chủ chắc lỗ. Quên tính tiền lẩu thu cua. Ngân mà hay quên là hơi mệt nha. Không quên được đúng không? Rồi, đường tình duyên của mình như thế nào? Nói chung em chỉ có chính thức thì chỉ có sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì hình như anh có mối quan hệ khác. Thì em phát hiện thì thôi em chia tay. Từ đó là sao thì giống cũng có gặp vài người, nhưng ý chỉ dừng ở chỗ tìm hiểu thì thôi. Giờ đường tình duyên bên đó vậy đó, có một mối tình thôi, thay đổi chỗ làm, thay đổi môi trường, cái thay đổi người yêu luôn. Thế tội nghiệp không? Vậy tình duyên mình ra làm sao? Em thì cũng trải qua được hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng được hơn 2 năm. Nói chung là hai bên gia đình cũng biết nhau, cũng có định xác định tiến đến với nhau.
Nhưng cũng như một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái mối quan hệ khác. Cho người nên thứ em... ba đúng không? Dạ, người thứ ba. Tự nhiên nghe nói giai đoạn cuối, thấy nguy hiểm quá. Em đã né cái người thứ ba rồi, anh đừng lại nhắc nữa. Không có anh tự nhiên nói vậy sao nó dính cái trường hợp đó. Dạ. Nhưng thật ra là em nói cái giai đoạn cuối anh còn sợ hơn. Tình yêu mà đi đưa vô giai đoạn cuối. Là hết cú. Hết cứu bác sĩ chê. Cho nên là em quyết định em dừng lại. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng gần 3 năm. Nhưng do gia đình bạn đó ở nước ngoài, cho nên là cái thời điểm đầu thì hai người quen nhau thì lúc đó chưa có định cư bên nước ngoài. Lúc sau thì gia đình bắt là phải đi sang bên đó, cho nên là gia đình em thì cũng không đồng ý để đi sang đó. Hai người cũng ở xa nhau, cho nên là cũng dần dần xa cách, cho nên cũng dừng lại, cũng không có tiếp tục. Bây giờ ở cái trang sách mới nè, chúng ta mong muốn cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em mong muốn là người bạn gái đó là thứ nhất là hiền. Hiền. Thứ hai là chung thủy. Thứ ba là biết cách cư xử giữa hai bên gia đình với nhau. Làm sao cho nó hòa thuận. Thì em cư xử sao là bên đó người ta cư xử vậy thôi. Chuyện đó dễ lắm. Mình cho đi cái gì mình nhận lại. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi đúng không? Có gì em không thích không? Không thích phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ là hay càm ràm mà lăng nhăng. Không có được. Phụ nữ bản chất là càm ràm rồi. Chị nói cho em nghe đó là nghĩa vụ luôn đó. Đó là nghĩa vụ luôn đó. Phải càm ràm. Không có càm ràm họ không có vui đâu em ơi. Thôi đúng. Kệ đó. Cứ để cho phụ nữ càm ràm đi. Riết em nghe riết em vui luôn. Bữa nào không càm ràm em ăn cơm không có ngon. Giờ em muốn không khí gia đình lạnh tanh hơn. Trời, chúng tôi càm ràm đó là nghĩa vụ. Làm thấy cho chưa? Không khí gia đình nó tươi vui hơn. Nó thấy thoải chưa? Mái lên nha. Nó nhiều tiếng nói hơn. Phụ nữ là phải càm ràm. Thành ra thôi chịu đi em. Lấy vợ về càm ràm nó vui lắm. Thôi được rồi, đến qua anh coi nhà gái cho. Trời, gái dễ thương. Có càm ràm không? Em hơi ít nói ạ. Ít nói. Nhưng mà ví dụ như lấy chồng về, ông đi về trễ rồi, ông này ông kia rồi, ông đem tiền về, ông đóng tiền điện, tiền nước, ông lo cho con, có càm ràm không? Dạ không, chỉ cần thực hiện đầy đủ chứ, ví dụ rồi đó thôi. Không có càm ràm luôn hả? Trời ơi, sao người này hay ta? Khác cục lan xa luôn á. Khác cục lan xa luôn á. Cục lan không có quen mà nó có càm ràm á. Đừng nói chi là quen. Dễ thương là người phụ nữ lạ nha. Đúng không? Không có quen tôi mà ngày nào nó cũng làm ràm tôi luôn á. Ngày nào cũng bị làm phiền. Đúng rồi, làm phiền suốt luôn. Một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào em gái? Em nghĩ em mong người đó là người chín chắn. Biết gợi chuyện, thì tại vì thật sự bản thân em là hơi hướng nội, em hơi nhát. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nghĩ mỗi người là một bản thể độc đáo, phải không? Thì quan trọng là hợp nhau thôi. Hợp nhau thôi đúng không? Dạ. Nãy giờ anh nói những cái tính chất của anh ra em thấy có hợp nhiều không? Có vẻ hơi tự ái thì em cũng hơi ngại chút xíu. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình biết cư xử khéo thì chắc là đúng không rồi. Sao ạ. Bữa nào nói chuyện mà em đang nói cái tự nhiên em nhớ gì cái tự nhiên em lo bấm điện thoại đó. Là ông tự ái ông giận luôn á. Hiểu vậy đó ha. Dạ. Ý kiến của người thân như thế nào đây? Nhà chàng trai đi với ai? Hôm nay em đi với ông anh làm chung với em ở Đồng Xoài. Dạ, em chào anh. Em chào anh Quyền Anh và chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả trường quay. Em là Hiệu, em là làm chung với quán Lẩu Cô Đồng của em Phát ở ngay vòng xoay Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Thì hôm nay anh đến đây để chứng kiến cái cuộc gặp của các em lần đầu tiên. Thì anh thấy là cô gái bên này cũng rất là dễ thương, chung cái gu. Tóm lại là anh thì lại thích những người nó đập đậm, nên là thành ra anh đi nói cái thời giấc của anh này em hiểu đúng không? Cái tính cách của công việc đó thì ban đêm thì bọn anh làm nhà hàng thì hay về quản công việc và về trễ, thì cũng nên là vì lý do đó là anh nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là tìm kiếm bạn gái. Cái chính là bọn anh thì phải làm đến 10, 11 giờ đêm mới về đến nhà. Thì hy vọng là sau này thì em mình có lập gia đình thì cũng phải thay đổi cái thời gian để dành thời gian nhiều gia đình hơn. Và lúc đó thì đương nhiên phải tuyển quản lý để thay thế mình cái công việc đó. Thì anh nhìn cô với gái bên này thì rất là ok. Mong các em thì cũng tạo cái cơ hội cho nhau. Mình đến đây rồi thì nếu mà tiến xa hơn nữa thì cũng là tốt. Cảm ơn anh. Anh gái đi với ai? Em đi với ba em ạ. Có ba hả? Rồi chào đại diện nhà gái. Thì tôi là ba của cháu Bùi Lan. Thì hồi nào tới giờ thì cháu sống với cha mẹ. Thì sau khi mà học ra trường sau thì cháu vào làm cái môi trường nó là nữ là nhiều, nam nó là ít.
cho nên là cái giao tiếp đối với Nam thì nó rất là hạn chế. Từ chỗ đó nó suy ra là cháu nó rất là nhút nhát đó, đó là cái khuyết điểm đó. Còn về cái ưu điểm của cháu thì cần cù, có cái đầu óc cầu tiến. Thì còn bạn trai bên này thì rất là chất phác, hiền. Thì cá nhân tôi đồng ý, dù sao không nữa thì các cháu nó cũng ba mấy rồi thì nên tạo cái điều kiện cho nhau. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là con cái nó yên bề gia thất, đó là cái mong muốn của cha mẹ. Thì hôm nay đến chương trình thì là cũng mong hai cháu tạo cái điều kiện tìm hiểu nhau thì được hòa đồng thì tiến tới đó. Thì một lần nữa là xin cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh các chị trong khán phòng. Dạ, xin hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn ngài nhà gái. Thì giờ ta trực tiếp gặp mặt nói chuyện nhau sau đưa ra quyết định nha. Mở rào. Anh chào em, hôm nay đến đây anh có một món quà này anh muốn tặng em. Hy vọng rằng với những cái thông điệp trong cái món quà này em có thể hiểu được và đồng cảm với anh về cái ý nghĩa của món quà này để gắn liền với cuộc sống. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh chờ một xíu nha. Dạ em tặng cho anh ạ. Em thì thích trồng cây, thích thiên nhiên. Em mong mà anh cũng có thể thích giống như em. Ừ, anh rất là cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống vào ghế của mình nào. Cảm xúc ban đầu khi gặp nhau như thế nào? Ba mươi mấy năm mình mới gặp lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên thì em gặp anh thì cái cảm nhận về cái cách nhìn của em về anh như thế nào? Em nghĩ em thấy anh ưa nhìn. Dạ, em cũng thích một người đàn ông điềm đạm, chút quá xíu cho gia đình. Tại thật sự tính em cũng hơi bụng. Em có thể cho anh hỏi một chút xíu là trong gia đình thì em có biết nấu ăn không? Nếu chỉ là nấu ăn gia đình thì em biết à. Ừ. Em thì quá là tuyệt vời. Thật sự thì anh cũng là một người rất là đam mê về lĩnh vực ăn uống. Và anh cũng rất là thích nấu ăn. Anh cũng hy vọng là ví dụ như sau này có được những cái điều kiện, anh sẽ là người để nấu được những món ăn ngon đó để cho em và gia đình cùng thưởng thức. Dạ, em cảm ơn, em rất là mong chờ. Nói về góc độ về nấu ăn trong gia đình thì em cứ yên tâm. Hàng ngày anh tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng khó tính, anh còn phục vụ được. Thì trong một cái gia đình nhỏ của mình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ phục vụ cho gia đình mình sẽ rất là tốt và tuyệt vời. Anh tin vào điều đó. Hai bạn thử đặt ra một vấn đề, nếu như có một mâu thuẫn nào đó đỉnh điểm thì ai sẽ nhường ai? Em nghĩ là nên trao đổi thẳng vấn đề đó và cả hai cố gắng tìm cách giải quyết hợp lý. Thay vì ai cũng cố giành phần thắng mình á, thì mỗi người nhường nhau một bước. Anh đồng ý về vấn đề đó, nhưng cũng trả lời câu hỏi của anh Nguyệt Linh. Thì thật sự nói về giải quyết một vấn đề thì em luôn rất là tự tin trong cái phần xử lý vấn đề đó. Tại vì em là người kinh doanh những vật ăn uống và em rất là thường xuyên xử lý những cái ca khó của những khách hàng. Cho nên là em nghĩ trong một cái gia đình biết rằng cũng sẽ có những cái khó, nhưng mà em nghĩ nó trong cái cách xử lý đó em sẽ biết cách làm như thế nào để giữ được cái hòa khí cho gia đình của mình. À dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Nào, chúng ta đến đây. Mình nói chút xíu về nếu như chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta sẽ ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, mỗi người có một ý kiến với nhau đi. Thật ra thì đúng ra thì con gái lấy chồng theo chồng thôi. Dạ, với em là vậy. Không biết em có phải cần làm dâu không ạ? Ôi, thật sự thì anh là chỉ có một mình anh là con trai trong gia đình, anh có hai chị gái. Thì nói về vấn đề làm dâu thì chắc chắn là cũng sẽ phải về ở một gia đình, nhưng mà không đặt nặng về vấn đề là mình sẽ ở đâu. Thứ nhất thì gia đình cũng không khó. Thứ hai là khi ba mẹ cũng luôn tôn trọng với sự quyết định của con cái. Ví dụ như cái môi trường hoặc cái điều kiện hoặc cái nơi ở nào mà tạo điều kiện để cho cuộc sống của hai đứa thuận tiện thì ba mẹ luôn luôn nào cũng ủng hộ. Chứ ba mẹ cũng không khó về vấn đề đó. Nhưng ví dụ như ở gần chỗ em hoặc ở Sài Gòn, ở bất cứ nơi đâu để mình phát triển được cái sự nghiệp, để ổn định được cái cuộc sống cho gia đình, thì có thể là mình cũng sẽ đón ba mẹ lên để mình ở cùng với mình. Tại vì đạo làm con thì mình không bao giờ mình bỏ được ba mẹ. Hãy hát tặng nhau một bài nào đó. Em sẽ có hai câu thơ này để tặng cho bạn gái. Hy vọng rằng bạn gái sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Anh chấp nhận là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước, chứ anh không muốn là người đến trước để nhường chỗ cho người đến sau. Hy vọng rằng em sẽ hiểu được cái thông điệp này của anh. Dạ, em cảm ơn. Hay quá. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Bấm nút là trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải là người mà mình cùng nắm tay nhau đi, người mà mình phải tìm hiểu, thì chúng ta không cần bấm nút đó. Quyền quyết định là của các bạn. 1 2
3. Hết thời gian. Chúc mừng. Xin chúc các bạn đã hẹn hò với nhau. Các bạn nắm tay, nắm tay nhau nào. Bây giờ có ba cô em gái đây à, hãy nói với bác điều gì đi. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò và hứa với bác gì đó. Dạ con xin chào bác trai, xin chào chị. Thì hôm nay thì con cũng đến với chương trình và cũng rất là được may mắn khi được biết bạn gái. Hôm nay con xin phép bác cho phép con được hẹn hò với em gái. Và con hy vọng rằng trong tương lai, nếu như được sự đồng ý của bạn gái và gia đình hai bên, thì con sẽ cố gắng sẽ là một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho bạn gái. Hay quá. Tốt rồi. Xin mời bạn nữ. Xin chào chị. Dạ em. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời em trai. Dạ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình nè. Dạ em chị, chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Như, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang sinh sống tại và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Quê quán của em thì ở Đồng Nai. Em là chuyên viên nhân sự trong một công ty ạ. Mời bên nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ. Em tên là Võ Trọng Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang làm ở tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, chuyên về tư vấn pháp luật, soạn thảo các văn bản hợp đồng cũng như tham gia tố tụng. Em là ở Bình Định là ở huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Mỹ. Phù Mỹ hả? Rồi mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói chuyện với người lạ. Ưu điểm đó là hát khá hay, học rất giỏi, được nhiều học bổng và giấy khen của trường đại học. Nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi em. Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc, biết nấu ăn và nấu khá là ngon. Món lẩu, nấu bún, phở. Về khuyết điểm thì em là một người khá rụt rè trước đám đông. Ngoài ra thì em còn rùng qua không nhớ hết hả? Dạ. Bên kia cũng hồi hộp, bên đây cũng hồi hộp nữa ha. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Trước giờ chỉ có yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thì khoảng 10 mối tình. Yêu đơn phương khoảng 10 mối tình. Còn hả? Vậy? Yêu đơn phương khoảng 10 người trở lên. Ui đơn phương cỡ 10 người trở lên luôn. Dạ. Là 10 mối đó. Dạ. Chào em. Dạ chào chị. Em yêu đơn phương gì mà em yêu tới 10 người? Người ta xinh với tốt của em là em thích. Là em yêu liền. Mà sao không nói gì người ta? Là trong 10 người đó không người nào em có thể nói được hay sao? Dạ, mấy mối tình gần đây thì em cũng có tỏ tình với người ta. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì người ta im lặng không nói. Mối tình trước thì người ta nói là không hợp. Em chắc đạt kỷ lục vì yêu đơn phương. Đúng rồi đó, ta đơn phương một người thôi. Làm đơn phương nguyên một series 10 người luôn. Rồi, thí dụ mà bây giờ mình đơn phương người thứ nhất, cái qua tới đơn phương người thứ hai thì người thứ nhất là mình còn đơn phương không? Có thể còn. Có cái thời điểm nào mà em đơn phương một lúc 10 người đó luôn không? Không, cùng lúc thì... Cùng lúc là mấy người? Cùng lúc người không? Cùng lúc là đơn yêu phương. Yêu đơn phương cùng lúc hai người. Người ta gọi là ngoại tình đơn phương. Ngoại tình đơn phương. Người kia có tình cảm với mình thì mình mới gọi là có trách nhiệm, hoặc là mình cảm thấy đối phương là mình mới cũng chung thủy, đúng không? Có hy vọng nhất định thì mình mới... Đôi khi yêu đơn phương cũng cần sự chung thủy chứ. Nhiều khi người ta thấy em đơn phương nhiều quá người ta không thích. Giờ bây giờ ví dụ như lỡ một trong 10 người đó mà người ta suy nghĩ lại, người ta quay lại, người ta gật đầu với em rồi sao? Không đồng ý. Em không đồng ý. Giờ là mình chảnh lên rồi đúng không? Đúng rồi, người ta không đồng ý mình trước thì mình không đồng ý người ta sau.
Thật ra cậu này quá thật tình luôn. Yêu đơn phương có ai đâu biết mà cũng khai đâu, yêu đơn phương 10 người. Mười người. Thiệt tình quá trời đất luôn. Thật thà. Thật thà đó. Bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào không? Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ không ạ. Tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À, dạ. Không hợp là thôi luôn ha. Đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí, cười duyên một xíu. Để chờ chị xíu, em dạ. Cười cái chị nghe coi coi. Cười có duyên lắm, dễ thương lắm. Dạ, về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Quá thật thà, người ta làm luật mà, có sao người ta nói vậy? Biết có tính cầu tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Em không thích thì là mẫu bạn nam là gia trưởng, bạo lực, không chung thủy. Trời ơi, cái ông nói chắc sợ lắm ta. Tưởng tượng ông nào cũng bạo lực mà gia trưởng mà còn không chung thủy. Bên đây thì đơn phương là không chung thủy tôi rồi đó. Nghe tôi nổi dây óc luôn, đừng nói chi mà. Xui lắm mới gặp ông đó đó. Bên đây thì mỗi lần mà mâu thuẫn là không có bạo lực đâu, mà là nói lấy luật ra để nói. Em cũng có luật của em nữa. Em cũng có luật của em nữa. Đâu rồi đó. Nghe chưa? Luật đó mới mệt đó. Đó. Có những cái luật đó mới mệt đó nha. Đó, người ta yêu cầu vậy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Yeah, em thấy chưa có cái tiêu chí nào mà em không đáp ứng. Trời chưa à, thấy chưa? Người ta tự tin đến mức như vậy luôn. Em mình nói tiêu chí chọn bạn gái như thế nào? Thứ nhất là xinh. Thì mặt thì có thể là vi lai hoặc là đầy đặn. Mặt như vậy phải gu không? Chưa biết. Trời, tôi hỏi gì cho tôi mặt nhục vậy trời. Mặt này mặt. Tức ghê, mặt này mặt tròn. Mặt này mặt chứ. Rồi còn cái gì nữa không? Chiều cao thì từ 1m53 trở lên. Dư. Rồi thân hình cân đối. Cân nặng được không? Cân nặng thì vừa phải. Vừa phải. Mặt thì ít mụn. Có thuốc trị mụn cũng sao hết trơn, người ta yêu nhiều. Người ta vậy thấy người ta phải nổi mụn không ơi. Tiêu chí đưa mụn vô chí. Bỏ cái mụn qua bên đi, mụn nó sẽ có rồi nó sẽ hết. Không? Tiêu chí kiếm vợ mà không có mụn nữa. Trời ơi trời. Có mụn nặng mụn. Đẻ nặng mụn cũng sướng lắm á em. Tiêu chí mụn vô nó nhỏ nhặt quá. Dạ. Nha. Da trắng. Nếu mà có răng khểnh thì em nghĩ sẽ khá là đáng yêu. Bên đó là có răng niền. Răng niền. Chứ không có răng khểnh. À vẫn đang niền răng. Bạn này là chị thấy là rất là chăm chút về răng miệng, cho nên là niền răng để cho răng đẹp hơn á. Còn tiêu chí gì khó nữa không? Em cũng mong muốn bạn dễ gần, dễ tán. Chứ em đơn phương nữa thì... Mệt nữa tới mỗi 11 là mệt à. Tức là quan tâm em. Em có quan tâm ta không mà rồi người ta quan tâm em? Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ừ. Nếu mà không có việc bận á, thì trả lời tin nhắn nhanh một xíu. Thì đúng rồi, trời ta không có bận ơi. Gì hết thì nhắn tin ta trả lời liền. Thôi đi chú luật sư ơi, giờ tôi mới biết sao chú đơn phương 10 mối rồi đó. Chú dài quá. Ta tiêu chí gì gọn gọn lại thôi. Rồi gọn đi... gọn lại là xin mới dễ tán á. Vậy thôi nha. Dạ. Xin có xin. Mình có khó trong tình yêu không? Dạ cũng hơi khó chứ. Hơi khó đúng không? Dạ. Chà. Cũng hơi khó tán ạ. Hơi khó tán ạ. Mình hãy dùng kỹ năng của mình nha em. Một chút nữa mình mở rào ra. Hơi mình khó. Dùng cái kỹ năng ăn nói một cách chuẩn xác của mình để mà mình cua người ta nghe không? Dạ. Tôi nghi vụ này chắc mối 11 quá. Rồi, nói gì mà bên kia không nè. Chịu là em cãi cho dạ, bằng được em cãi bạn. Em bạn giống hả? Như dạ. Em tưởng tượng là em cãi để em lấy tiền mời vậy bạn đó. Cho ý kiến nào. Anh ngại tán em gì anh. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nam phía bên này ạ. Dạ. Thấy cũng ok. Về ngoại hình thì cũng ok ạ. Về tiêu chí thì có thể bớt rườm rà lại một xíu. Dài dòng quá. Bạn em thì rất là khá là hiền. Nếu mà kiểu tâm lý một tí xíu thì sẽ dễ tán. Còn không thôi thì hơi khó.
Mong anh thành công. Gì của sáng ca thông gì ngại tháng em vậy đó. Thằng khác tán em bởi vì ngại ngại. Thằng khác tán em tại vì ngại tán anh. Không có gì ngại tán hết trơn á, đừng có lo lắng điều đó nha. Thằng luật sư, à, quan trọng là mình hợp nhau là mình dễ tán lắm. Nói với bạn gái đúng rồi đó. Ha. Em thấy bạn này sao? Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Dễ thương. Thật ra có duyên lắm á. Đọc nó bây giờ cho vui, có duyên lắm. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Rườm rà. Gọn gọn lại tí. Người ta luật sư người ta nói cái nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là cái bệnh nghề nghiệp. Nãy giờ em chưa thấy tới nơi tới chốn luôn. Dạ. Cái là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hàng cây á. Ít tiêu chí thì có 2 thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được 1-2 cái thì cũng ok. Dạ, ok. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ, chọn lựa người bạn phù hợp. Không, chị thích. Chị không biết ai làm sao chứ dạ. Chị rất là thích. Chi tiết rõ ràng vậy là chị thích. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Một vợ 2 con nữa ha. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay. Mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi chứ mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự, hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được. Anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Chúc hai bạn thành công. Rồi. Hành chính nhân sự ta soi lắm đó nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi soi ít chứ hành chính nhân sự soi gì lắm á. Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi đúng nha. Đúng rồi, mở rào. À, bắt đầu vuốt tóc lại coi nào. Đó. Em có món quà muốn tặng anh ạ. Dạ. Nhân lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chị thấy ở đây còn một cái thiệp nữa nè. Dạ. Em còn một cái thiệp. Cái này là cũng là một bài hát. Dạ. Anh có muốn em hát cho anh nghe luôn không ạ? Thì em cũng hơi run nên hát thì không có được hay như anh. Có gì anh nghe xong. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc studio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nó. Rồi đứng đó hát lại. Dạ. Bờ tới bạn Hiếu hát. Nãy bạn Hiếu coi hồi hộp quá hát quên đó. Giờ hát Quy tặng cho bạn gái coi nè. Dạ. Mùa đông sang giá buốt, những cơn mưa vẫn tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi và môi, nhẹ nhàng xua tan giá lạnh. Mang trong tim tình yêu anh sẽ trao em ơi người ơi. Baby I want say I love you. Dành cho em tất cả
những điều thật lớn lao, ngọt ngào xin em hãy bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường đời nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày mai ra sao, mãi yêu mình em. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người đem đến em bao nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh cũng không buồn đâu. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy, dành chào cho em ơi người. Dẫu cho thế gian đổi rời, just only for you, and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình em mà thôi. Rồi, hai đứa về chỗ ngồi đi. Mình trò chuyện với nhau nào. Quay mặt về nhau. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. À, em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, em sinh năm 97 ạ. Còn 7. Dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Là hồi nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. Em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu, nhưng mà em sống ở phường Hiệp Bình Phước. Hợp lý rồi đó. Tiện nói cái địa chỉ, cái đường. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. À, cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ, bài này là bài cầu hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu hôn của Văn Mai Hương. Dạ. Mốt đám cưới là hát bài đó đó. Mốt là mình tính đi, mốt đám cưới là mình hát cầu hôn, là hát cô dâu hoặc hát chú rể, hát bài nào? Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ủa, vô đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện bài hát. Mình vô chuyện tình yêu giùm tôi gái đi. Bây giờ hẹn hò sao nè, tuần gặp mấy lần. Ngồi phân tích bài hát cho tới sáng luôn à. Buồn ngủ dữ lắm rồi. Vô em. Vô đây luôn. Tỉnh táo nè em. Bây giờ sao hai đứa bạn nhau chuyện hẹn hò đi. À, hồi nãy bàn rồi hả? Lòng vòng. Công việc của em là làm giờ hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là làm giờ hành chính. À làm, dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không? Hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh mới lớn lâu lâu mới chơi thôi. Đang chơi game gì? Em có chơi game không? Dạ không ạ. Em thấy mấy bạn chơi game thì hay chơi game rồi bỏ bê người yêu lắm. Anh không biết anh có vào cái trường hợp đó không ạ? Không. Anh thời gian rảnh mà có người yêu thì anh đi với người yêu thôi chứ không có chơi game đâu. Nào giờ cờ rớt người ta không à. Đơn phương ta 10 người rồi mình đâu có người yêu đâu mà kêu dành thời gian cho người yêu. Bây giờ thì Hiếu nhìn có... bạn gái coi thấy dễ tán không? Anh nhắm là anh có tán được em không ạ? Thế cần rồi đó. Tán được. Dạ. Tán được sao đâu, tán sao đâu. Thể hiện coi. Chứ nói thì không, ai không nói được. Rồi giờ tán sao, thể hiện coi. Đúng rồi. Sấn tới, nói cái gì, đúng hỏi rồi. Cái gì, muốn cái gì, bàn đó. Tương lai sao đó. Đó tán đó, tán đi. Đúng rồi. Lấy một vợ hai con người ta chỉ cho. Đầu tán thôi, coi thử coi. Tán thử đi. Người ta đang chờ tán đó. Anh nắm tay em được không? Dạ không. Ừ.
Anh cho em hỏi xíu là trong chuyện tình cảm thì anh có là một người kiên trì hay không? Ví dụ như là anh tán em nhưng mà đến hiện tại thì em chưa, hiện tại thì mình cũng mới gặp mặt thì chưa có tình cảm, thì mình cũng cần có thời gian để tìm hiểu, thì anh có là người dễ bỏ cuộc hay không ạ? Tại vì em lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng có đơn phương nhiều mối tình nhưng mà không có đến được á. Em cũng thì không, những mối tình anh đơn phương thì gần như là mình không có nói chuyện, mình không có biết được cái quan điểm của người ta đối với mình, thì họ có chấp nhận để cho mình có thể tiến tới hay không. Nếu mà em xác định là cho anh một cơ hội thì anh sẽ kiên trì đến cùng đó. Thì anh chỉ dừng lại khi mà em xác định là không muốn anh tiến tới nữa thôi. Hôm nay là vô về đề rồi đó, được rồi đó, bắt đầu vô rồi đó, đúng luật rồi đó. Em có sở thích gì? Dạ em thì thôi cho em hỏi anh là anh có sở thích gì được, anh nói trước đi. Anh sở thích hả? Dạ. Anh sở thích thì ca hát. Dạ. Ngoài ra anh cũng có chơi thể thao, tập gym, chạy bộ. Dạ. Như là cũng... anh có thích đi dạo phố không ạ? À? Phố hả? Dạ. Là thích đi chơi. Dạ. Nhưng mà thích đi chơi với bạn bè thôi, chứ không thích đi một mình, tại mình cũng ít bạn à. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội thì em cũng muốn là mình cũng sẽ được đi dạo phố với nhau. Vô dạ. Luôn. Anh rất là vui nếu được đi dạo phố nha. Dạ. Tối nay luôn, rủ luôn, tối nay luôn, rủ liền. Tối nay thì em có đồng ý đi. Dạ. Đi thì tối gì nổi, gần khuya tối gì nữa. À quên. Chứ em hẹn anh một ngày khác. Đi dạo một vòng khu chế xuất cũng được. Anh, em có ngại hai đứa mình nắm tay đi dạo từ đây về thành phố Thủ Đức không? Đi dạo đó thì xa. Cho em hỏi là hiện tại thì anh sống ở đâu ạ? Anh sống ở Thủ Đức luôn, ở phường Hiệp Bình Phước luôn. Anh cũng ở Hiệp Bình Phước à? Dạ. Vậy thì nhiều khi mình là hàng xóm nhưng mà không biết. À đúng rồi, anh ở kiểu tòa nhà giống chung cư đó, thì cũng có nhiều phòng anh không biết. Dạ. Nếu mà gần nhau thì quá tốt rồi, dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ. Nếu như mà em ở xa thì anh có ngại đến chỗ của em hay không? Tại vì hiện tại là đang ở gần. Ở xa thì em nghĩ là em sẽ ở đâu? Ở xa là ở đâu? Ở trong thành phố chẳng hạn. Thành phố thì anh đi được. Dạ. Thí dụ ở xa hơn thì em có đi không? Dạ. Ví dụ như là em về Đồng Nai thì sao? Về Đồng Nai thì em phải có một tín hiệu gì đó. Anh thấy là em có khả năng chấp nhận anh thì anh sẵn sàng đi. Vậy mà đòi tán người ta. Em phải chủ động chứ, chàng trai. Bây giờ cô ấy ở đâu đi chăng nữa thì em cũng phải là người chủ động tới. Bởi vì lúc nãy cô ấy hỏi em là em có dễ bỏ cuộc hay không đó. Tôi bắt đầu giận rồi. Em phải chủ động, em là đàn ông, em phải là người chủ động. Cho dù là cô ấy ở chỗ nào đi chăng nữa mà cô ấy muốn thì em cũng phải tới, mà em phải tới thì em mới biết là người ta có chấp nhận hay không chứ. Đúng không? Người ta chưa bao giờ yêu, người ta không có kinh nghiệm. Thì bây giờ đang chỉ nè, tình yêu đang chỉ nè. Thấy không? Bấm nút đi anh chỉ cho. Trễ lắm rồi hả? Ông kia tư vấn luật chứ anh tư vấn cái tình yêu. Dạ. Không? Tình yêu nó không đúng theo luật đâu. Nó không theo điều nào, điểm nào hết trơn á. Mà nó theo điều lệ của con tim. Dạ. Mà cái này thì anh rành lắm. Theo ông kia luật không nổi đâu. Theo anh đi chỉ cho. Đúng rồi, nó không giống như môi trường của em. Đúng rồi, nó không giống nó không phải là A là A, B là B. Mà nó là rồi, A phải, ấy, B phải. Thật ra cô ấy chưa yêu lần nào mà. Ha.
thực ra là cái bản chất của em hiền lành, nói nó cũng chưa gãy gọn lắm, nó lòng vòng hồi nó lạc đường luôn. Thành ra đôi khi trong tình yêu á, thấy người khác ngồi trước mặt mình cũng hơi rung, nói lòng vòng nó cũng chưa vô, nãy giờ vô mới 1-2 điểm thôi, khoảng theo khoảng 5 điều 6 nghị quyết nghị định 65 gì đó ha, nó chưa vô tới. Bây giờ nào anh hỏi thật nha, em thấy người đối diện này có cảm tình, mình có cảm tình với cô ấy không? Có cảm tình. Em thích cô ấy vì điều gì? Da trắng. Da trắng giống như mình muốn đúng không? Sáng, tóc và có nhiều màu. Có nhiều màu. Rồi về cái cách sống của cô ấy, nãy giờ cô ấy chia sẻ thì em có thích không? Thích. Vậy là được rồi. Có thích, lần này không có đơn phương nữa. Mà mình mạnh dạn mình nói ra nãy giờ, tức là mình hết không đơn còn phương đơn phương rồi đó. Nữa đó. Ha? Quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không thôi. Thật ra tôi nói nghe đây là một người phải nói rất là hiền lành, chất phác. Chưa bao giờ yêu, người ta vụng về trong tình yêu thôi. Một luật sư mà, nhưng vụng về trong tình yêu, về luật người ta rất là rành, nhưng mà về tình yêu chắc có lẽ chưa bao giờ biết. Mình cũng thông cảm. Chính những người này mới là những người có thể mình không lo lắng về lăng nhăng, không lo lắng cô này cô kia, mà chỉ có tập trung vô một người thôi. Yêu một người yêu còn không xong nữa thì làm sao mà yêu 2-3 người em? Chưa bao giờ yêu ai cả. Hôm nay có lẽ là nếu như mà mình thấy cảm giác đây có thể cùng mình nắm tay đi trên những cái con đường vào tối thứ bảy chủ nhật á, thì cũng nên cho anh ấy cơ hội ha. Là nãy giờ chú chọc chơi thôi chứ con người này dễ thương lắm á. Hai bạn này đều hiền như nhau. Hiền. Cô này khó hơn. Thì tại vì cô này thì sao ta? Cô này là cứng hơn đó. Rồi đúng rồi. Bản lĩnh hơn đúng đó. Rồi. Chứ không có đơn giản anh như cô này đâu. Anh chàng này còn ngây ngô lắm. Đừng bắt bẻ tình yêu anh ấy. Mà hãy nhìn vào trái tim trong sáng của anh ấy trong tình yêu. Nha cái, cô bé. Cái gì mà ảnh chưa hiểu hoặc mình là chưa làm được điều mà em mong muốn thì em phải nói. Phải nói cho em phải biết. Nói cái điều em mong muốn cho bạn ấy biết nha. Và chú rằng nghĩ rằng là với cái tình cảm mà anh dành cho mình á, mình nói gì ảnh sẽ làm theo điều đó thôi. Chỉ có nói sai rồi không làm thôi. Với lại cái kinh nghiệm của chị Lan thấy rằng là trong tình yêu á, và trong bất kể cái mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta đừng bắt đối phương phải đoán cái suy nghĩ của mình. Đó là cái điều không tốt và không đúng với đối phương của mình. Anh đoán được đâu. Nên muốn cái gì thì nói. Tình yêu bây giờ nè, không phải là tình yêu đơn phương nữa. Nào, đến đây à, hãy mạnh dạn lên. Không có đơn phương nữa. Nói thật lòng của mình, cứ nói hết đi. Mong muốn điều gì cô gái này? Thấy cô gái này sao? Mạnh dạn lên nào. Anh thấy em rất là xinh, dễ thương. Và cũng công việc thì cũng phù hợp với anh. Thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Đúng. Đó. Đó mới là tình yêu không đơn phương đó. Thích bạn này ở một chỗ, bạn này nói chuyện và bạn này luôn nhìn thẳng vào mắt cô gái. Bạn này không nhìn đi đâu hết. Người ta nói bằng sự chân thành, nói bằng đúng rồi, bằng cái sự suy nghĩ tận đáy lòng của mình đó, nói bằng cả trái tim của mình đó, bé gái. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, thôi mình trở về chỗ cũ đi. À, những gì chàng trai đã nói, bên nhà gái đã nghe rồi. Quyết định là của em. Bấm nút hay không là quyền của mỗi chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nói lòng vòng, hôm qua nói thiệt. Bây giờ là cái tính của em hơi lòng vòng, nó rườm rà lắm. Yêu là nói là yêu, thương là nói là thương. Dứt khoát cho anh. Nhớ bắt đầu từ ngày hôm nay, dứt khoát vô thẳng vấn đề luôn. Cãi tòa cũng vậy, ta có thời gian nói lòng vòng là chị kiểm sát bác luôn. Không? Đúng rồi.
nhiều khi đó cũng là khuyết điểm của em đó. Điểm đó. Em nói lòng vòng là bị khuyết điểm khuyết đó. Khuyết điểm đó nha. Phụ nữ người ta cố gắng là ông anh bạn này nè bổ. Mỗi lần người ta lòng vòng thì trợ. Nhớ kéo người ta về nha. Ừ. Nha em trai nha. Dạ. Hãy cho anh ấy cơ hội. Dạ. Anh ấy sẽ chứng minh được anh ấy là người chồng lý tưởng, một người yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dạ. Ok. Là như vậy à?